Cương khi nào ra mắt chứ ạ? Trời ơi, sao anh hỏi em câu đó hoài vậy? Anh hỏi đâu, anh thấy mấy bạn hỏi quá trời nè. Lên đây hỏi ta hỏi Rồng Kim Cương khi nào ra mắt? Tháng 9, tháng 10, tháng 11, tháng 12, 2021. Ừ. Tháng nào? Em thì em biết đáp án rồi đấy. À. Nhưng mà thật ra thì em cũng không muốn nói ra đâu, tại vì em muốn tất cả mọi người sẽ bất ngờ khi được biết được đáp án là gì. Cái gì kỳ vậy, giấu mọi người lên mắt mới giấu luôn anh. Thì anh cũng vậy đâu, ngoại lệ đâu. Ý, từ từ cho tôi biết đi. Không, em phải xem thái độ của anh như thế nào thì em mới quyết định được. 3 ly trà sữa full topping. Ừ thì thôi chấp nhận được. À, thang máy. Bây giờ anh muốn biết đáp án thì em sẽ đưa cho anh một bí mật. Nó nằm trong cuốn sách này. Gì vậy? Anh hãy khám phá bí mật đi. Cuốn sách này à? Đúng rồi, trong đây sẽ có đáp án mà anh đang tìm kiếm. Ở đâu? Thiên thần kỳ cục phần 3. Thiên thần kỳ cục phần 3 hả? Đúng rồi. Trang mấy? Trang đọc của Trang thôi anh, Trang số 20. Trang số... Ủa làm gì có số đâu, đây làm gì có số Trang. Ơ thế á, thế thì anh lật giúp em thiên thần kỳ cục phần 3 và lật ra đằng trước. Thiên thần kỳ cục hả? Thiên thần kỳ cục đâu ta? Đây, thiên thần kỳ cục phần 3. Đây, có rồi. Đây, ở đâu nữa? Rồi lật sang cánh trước, thấy gì không? Lật lại anh Trang hả? Đúng rồi. Rồi, ở đâu? Thấy mấy bạn đang nói chuyện với nhau nè. Mai Kết Thiên Bình đang nói chuyện với nhau nè. Lúc 5 giờ chiều. 5 giờ chiều hả? À, cái cảnh có cái bạn gì, bạn đang nói cái gì nè. Đọc lên hộ em cái. Phải giữ bí mật mà nhớ không. Đó, đáp án là như vậy đấy. Ủa? Ê! Em! Ủa, đâu có cùng thang máy? Rồi cuối cùng thang máy.